Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin nhà cầm quyền bóc lột dưới cần lao, tài xế Grab đồng loạt biểu tình. Vào ngày 7 tháng 12, hàng trăm tài xế xe công nghệ GrabPick tại thủ đô Hà Nội và đầu tàu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt tắt ứng dụng app và biểu tình để phản đối hãng Grab tăng chiết khấu và thuế giá trị gia tăng VAT lên đối với các tài xế sau khi Nghị định 126 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12, quy định tất cả các tài xế công nghệ sẽ bị xem là cá nhân hợp tác với tổ chức kinh doanh và phải chịu mức thuế VAT 10% phát sinh trên tất cả các quốc xe, thay vì mức 3% như hiện nay. Sự việc phản ánh nhiều bất cập của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đang ngày càng bóp nghẹt đời sống của những người khó khăn. Trước hết, phân tích về mức tăng thuế của chính phủ lên tài xế xe công nghệ. Có nhiều bình luận cho rằng chính phủ đang tận thu, bóc lột dưới cần lao những thành phần cùng cực của xã hội. Đây là hình ảnh minh họa cho việc chính phủ bòn thuế của người cần lao mà mới đây là các tài xế xe công nghệ để bù đắp hàng nghìn tỷ cho những đứa con bất tài là các tập đoàn nhà nước mà gần đây nhất là hỗ trợ Vietnam Airlines để vượt qua đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Facebook Trúc Trần thì nhận định như sau: gần nửa thế kỷ hô hào giải phóng vẫn loay hoay với sự nghiệp vĩ đại xóa đói giảm nghèo. Dân vẫn cứ nghèo mãi, nghèo bền vững, nghèo đa chiều. Vậy mà nhà nước vẫn không ngừng bòn rút, ngay cả những người cùng khổ chạy từng cuốc xe ôm để kiếm sống. Câu thơ xưa, bòn khố rách, sắm dù, sơn kiệu, hút máu dân làm rượu làm trà, đến bây giờ vẫn đúng. Phải chăng nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đang cố bòn rút tận thu từ những anh em tài xế xe Grab để bù vào khoản lỗ hàng chục ngàn tỷ cho Vietnam Airlines? Ủng hộ anh em Grab phản đối tăng thuế và tăng giá, nhưng hãy phản đối cái nhà nước của cái đảng quang vinh vĩ đại đã ban hành Nghị định 126/2020. Mong các bạn thành công đòi lại quyền lợi cá nhân cho mình. Nhà quan sát Trần Đình Cảnh cũng lấy ngữ cảnh bòn nơi khố rách, đãi nơi quần hồng để nói về sự phân biệt đối xử của chính phủ Việt Nam giữa tài xế xe công nghệ với Vietnam Airlines. Ông viết, đánh thuế mấy ông Grab 10%, lấy tiền thuế của dân hỗ trợ cho ông Vietnam Airlines vài ngàn tỷ. Rõ là như thế. Vẫn biết là kinh doanh dịch vụ thì chỗ nào cũng nên đóng thuế, bởi thuế là nguồn thu để nuôi nấng bộ máy chính quyền bảo hộ cho cuộc sống của dân, nuôi quân đội để bảo vệ chủ quyền đất nước. Thế nhưng bòn bót từng đồng các bạc lẻ của mấy ông Grab xong rồi đem cả núi tiền đi cho thằng con hư, làm ăn lỗ lã, tiêu xài hoang phí thì chẳng còn gì để nói. Còn Facebook Nguyễn Thủy Dương thì gọi tài xế xe công nghệ Grab là những ông chủ bị bỏ rơi. Đây là hình ảnh chụp màn hình một phần của Nghị định 126/2020 của Chính phủ hướng dẫn luật quản lý thuế. Cô viết như sau, một tài xế chạy xe Grab được xem như một giám đốc doanh nghiệp riêng lẻ và mức thuế họ chịu bằng với mức thuế của một doanh nghiệp vận tải. Đúng là một niềm vui hiếm thấy khi chỉ cần một bản sắc, xác minh lý lịch của địa phương, một chiếc xe máy, một cái điện thoại, một bộ đồ, hai cái nón bảo hiểm, 2 triệu đồng ký quỹ từ người tốt nghiệp tiểu học cho đến cử nhân đại học đều có thể cùng nhau làm giám đốc doanh nghiệp. Các giám đốc doanh nghiệp này không được giảm trừ gia cảnh, không được trừ loại thuế phí hao hụt, không có chế độ bảo hiểm, không có chế độ đãi ngộ. Thật chua chát khi xe ôm, taxi công nghệ lại đóng thuế ngang với một doanh nghiệp vận tải, nhưng rõ ràng luật quy định như vậy. Nhìn kỹ lại, người chạy xe Grab đóng thuế còn nhiều hơn cả thủ tướng khi họ bị đánh thuế trên từng quốc xe, trong khi thủ tướng còn được giảm trừ bản thân 9 triệu đồng không phải đóng thuế. Nếu con thủ tướng còn nhỏ, thì có thể thủ tướng khỏi cần đóng xu thuế nào khi được giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc. Còn tài xế Grab, họ tự bỏ tiền mua phương tiện, tự chịu chi phí vận chuyển, tự chịu mọi rủi ro, nhưng họ không được giảm trừ bản thân, giảm trừ gia cảnh, dù trong số họ có những người mẹ già mất sức lao động, con thơ nhỏ dại. Về vấn đề đặt ra bây giờ là gì? Luật là lằn danh để duy trì trật tự xã hội, tận cùng của luật là bảo vệ con người và tính nhân văn. Ở đây, luật thuế Việt Nam đã thiếu thực tế khi đánh thuế xe ôm, taxi công nghệ. Luật thuế cần phải sửa chữa để phù hợp với hiện trạng xã hội khi người chạy xe công nghệ đã quá cực khổ, khó khăn. Họ ở tầng lớp thu nhập thấp của xã hội. Nhưng khi đóng thuế, họ lại được nâng tầm thành
giám đốc doanh nghiệp. Đãi ngộ không có, trách nhiệm lớn lao, thử hỏi có biến thành chuyện cười ra nước mắt nữa hay không? Còn Facebook Hồ Hải thì bình luận tiếp như sau. Thuế bất động sản thì không đánh, đi đánh thuế đứa chọc đầu như tài xế xe Grab là sao? Bản chất là gì? Nhà báo Đỗ Ngà thì gọi nghị định mới của chính phủ chẳng khác nào ăn cướp trắng trợn tiền mồ hôi nước mắt của người lao động chạy Grab. Đây là hình ảnh các tài xế Grab tắt ứng dụng và biểu tình với khẩu hiệu phản đối Grab tăng chiết khấu thuế VAT lên đối tác tài xế vào hôm 7 tháng 12. Ông phân tích tiếp như sau. Mỗi cuốc Grab doanh nghiệp chiết khấu 20%, còn lại 80% cho chủ phương tiện. Trước đây, mức thuế VAT mà chính quyền áp dụng cho các loại dịch vụ vận tải ứng dụng công nghệ này được chia làm hai phần. 3% đánh vào thu nhập của tài xế và 10% đánh vào phần chiết khấu thu về của doanh nghiệp. Với cách tính như vậy, nếu tính gộp lại trên tổng doanh thu của tài xế và doanh nghiệp thì nó tương đương với 4,4%, tức là 3% nhân 0,8 cộng 10 nhân 0,2 bằng 4,4. Được biết, theo luật thuế giá trị gia tăng thì mức thuế VAT được chia làm 3 mức: 0%, 5% và 10%. Hàng miễn thuế VAT được liệt kê theo từng loại, hàng chịu mức 5% cũng được liệt kê rõ ràng, còn lại thì phải chịu 10%. Có tổng cộng 14 loại thuế hàng hóa được liệt vào loại chịu thuế VAT 5%, thì Grab ở vị trí 13, tức là loại hình dịch vụ hoạt động về khoa học công nghệ, với ứng dụng công nghệ vào kinh tế xã hội. Vậy là với cách tính 2 phần, mức thu thuế của Grab tương đương 4,4% trên tổng doanh thu. Mức này gần với 5% theo quy định của pháp luật. Không biết vì lý do gì, vào ngày 5 tháng 12 năm 2020, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam bỗng dưng thay đổi cách tính thuế VAT cho Grab. Giờ tính 10% trên tổng doanh thu, còn lại giữa doanh nghiệp và chủ phương tiện tự tính với nhau. Từ 4,4% mà đẩy lên 10% là việc không thể chấp nhận được. Trường hợp này, chính quyền Cộng sản đã tăng mức thuế lên 220% so với mức thuế ban đầu mà không có lời giải thích thỏa đáng. Nếu chính quyền có tăng thì tăng từ 4,4 lên thành 5%, chứ không thể đẩy lên mức 10% được. Chính quyền yếu kém để xảy ra tham nhũng tràn lan hàng ngàn tỷ đồng, rồi mất tiền với các quan chức từ trung ương đến địa phương, rồi lại phải nuôi những đứa con cưng như ENV, Vietnam Airlines, Vinashin, Vinalize v.v. để chúng ăn tàn phá hại, rồi cuối cùng tăng thuế, thêm phí, đổ hết những thứ đó lên đầu người dân. Bản chất của chế độ Cộng sản là vậy, ăn cướp bằng chính sách. Vì vậy, để bảo vệ chính mình thì chỉ có thể là đình công và biểu tình để đòi hỏi sự công bằng mà thôi. Nhà bình luận này cũng kêu gọi các tài xế xe Grab rằng sẽ không có ai có thể lên tiếng cho quyền lợi của mình hiệu quả bằng chính mình làm việc đó. Các tài xế xe Grab hãy mạnh mẽ đòi lẽ phải và công bằng cho mình. Còn Facebook Liên Hương thì gọi đây là sự bóc lột công khai trong chế độ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã vạch ra cho cả nước. Đây là hình ảnh các tài xế xe Grab vây kín chiếc trụ sở của công ty này ở ngõ 78 phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bà cho rằng phu xe ôm là nghề nguy hiểm nhưng không có nghiệp đoàn bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, bị coi là đối tác độc lập nên người lao động không có quyền thành lập một công đoàn lao động hay thương lượng hợp đồng. Phu xe ôm không có mức lương tối thiểu, không có bảo hiểm, không được bảo kiểm soát giá cước, người mua và người bán không được mặc cả và thỏa thuận với nhau, toàn bộ số tiền hãng thu về làm quá 8 tiếng trên một ngày, tức là hơn 48 tiếng một tuần, không được trợ cấp hay thủ lao làm thêm giờ. Tuy nhiên, bà cũng nêu lên những bất cập từ Grab. Bà viết, hãng gọi là xe công nghệ tự nhận mình là bên cung cấp dịch vụ kết nối giữa hành khách và lái xe. Tuy nhiên, các hãng gọi xe thực hiện nhiều hoạt động không đúng với bản chất môi giới như thu tiền cước, quản lý tài xế, quyết định mức ăn chia, thưởng phạt với tài xế. Hãng không phải đóng nhiều loại thuế, không phải chi trả bảo hiểm xã hội và y tế, không chi tiền tăng ca hoặc lương tối thiểu. Bà cũng lý giải nguồn gốc của tình trạng trên là do chất lượng yếu kém của nguồn nhân lực trong hệ thống nhà nước Việt Nam hiện nay. Theo bà, không có gì khó hiểu khi nhân lực quản trị là một hệ thống mà bằng tại chức cũng như bằng chính quy và bằng giả của trường đại học Đông Đô cũng thế. Và nhà báo Nguyễn Tiến Tường thì tiếp tục bình luận như sau. Hãy tưởng tượng tài xế còn lại gì sau mức chiết khấu cắt cổ này. Việc làm của Grab đích thị là kiểu sống chết mặc bay, chồng thêm ách vào cổ người thấu khổ. Hãy nhớ rằng Grab là một tập đoàn lớn,
họ hoàn toàn có thể khấu trừ VAT bằng một loạt các chi phí đầu vào, thậm chí có thể cân bằng với mức gần bằng không để không phải chịu thuế. Đánh thuế VAT bằng chiết khấu có thể gọi Grab là té nước theo mưa, qua ruộng dưa sửa giày, qua vườn đào sửa nón. Còn những Grabber lấm lép này, họ không có cách nào kê chi phí đầu vào, mua xe, sửa xe, đổ xăng, quần áo, một ổ bánh mì buổi sáng, một dĩa cơm thêm buổi trưa đều phải ngậm ngùi, tự chịu. Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Thủy Dương còn nhìn thấy sự việc này là một nỗi nhục quốc thể khi nhìn nhận rằng những người chạy xe cáp một ách nhiều chồng trên cổ ngay trên chính đất nước của mình vừa bị chém đẹp để nuôi một tập đoàn nhà nước ngoài Grab phình tướng ra còn phải còng lưng đóng thế nuôi tiếp tục ngân sách của cả nước. Đây là hình ảnh tài xế xe Grab tập trung trước cửa Đài Truyền hình Việt Nam vào trưa ngày 7 tháng 12 để mong cơ quan truyền thông lên tiếng đòi quyền lợi cho họ. Cô phân tích tiếp như sau, Grab chỉ là một công ty môi giới cho các giám đốc doanh nghiệp tự thân, tức là tài xế chạy Grab, với khách hàng thông qua phần mềm ứng dụng Grab Bike. Trước và sau khi có nghị định 126 thì Grab đều thu 20% giá trị mỗi cuốc xe của đối tác tài xế gọi là chi phí môi giới. Hiện nay, Việt Nam không có bất kỳ biện pháp chế tài nào, bất kỳ luật nào để bảo vệ người chạy xe công nghệ. Không có quy định cụ thể về phí môi giới, phần trăm môi giới cho lĩnh vực giao thông vận tải, công nghệ, nên Grab đã tự tung, tự tác, mặc sức ra giá cho phí môi giới rất cao, ngất ngưởng đến như vậy. Grab là một công ty đa quốc gia, một doanh nghiệp ngoại lai đã bắt được cái thóp yếu kém về luật của chính những nhà làm luật tại Việt Nam để giúp họ phát triển thần tốc, miễn phí. Một mặt Grab tăng các chương trình khuyến mãi để mở rộng thị trường. Mặt khác, Grab thu mua Uber. Mở rộng thị trường cần chi phí cao, thu mua Uber cũng cần rất nhiều tiền. Cho nên, Grab sẽ né được khá nhiều tiền thuế tại thị trường Việt Nam. Tiền thay vì đóng thuế được Grab dùng để phát triển thị trường. Người chạy Grab vừa nuôi công ty này để và phát triển lớn mạnh tại Việt Nam, vừa phải đóng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Vậy có phải là công dân Việt Nam đang bị bóc lột ngay trên đất nước của mình bằng cái khôn của kẻ ngoại lai hay không? Còn chính quyền sau bao nhiêu năm vinh quang vẫn phải trơ mắt nhìn Grab tác nghiệp mà không hề có phương thức đối kháng nào để bảo vệ quyền lợi cho người chạy Grab. Cô Thủy Dương đưa ra kết luận, đau không nỗi đau nào bằng nỗi đau bị bỏ rơi ngay trên đất nước của mình, nhục không nỗi nhục nào bằng nỗi nhục của chính quyền thua một doanh nghiệp, cú bất cú bơ rồi trơ mắt ếch nhìn nó bóc cổ dân mình, dân thì lại không có quyền lựa chọn vì gánh nặng, mưu sinh. Ngòi ngóp trong khổ cực, nắng mưa chưa đủ, lại được ưu ái đánh thuế bằng thuế của giám đốc doanh nghiệp vận tải. Khi nào luật thuế chưa có quy định cụ thể về đánh thuế vận tải công nghệ, lúc đó không nên áp thuế đối với bác tài chạy xe công nghệ. Bởi lẽ, đã không bảo vệ được dân tốt hơn, thì đừng dùng danh nghĩa nhân dân để tiếp tục hành hạ nhân dân như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 12 năm 2020 với bản tin Nhà cầm quyền bóc lột dưới cần lao, tài xế Grab đồng loạt biểu tình. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo. Chấm đề.